anh em cùng đeo tai nghe nhé, nghe thử chất âm của bộ cấu hình này. Với một bộ cấu hình này là một bộ cấu hình bình dân anh em nhé. Tức là tại sao bộ cấu hình này là bộ cấu hình dàn máy chưa gồm loa anh em nhé, chưa gồm loa. Thì nếu mà loa thì anh em có thể đánh được những đôi loa Azay đấy, anh em có thể nhìn lên trên kia, anh em có thể đánh Azay đúng không ạ? Đó, có thể Azay. Còn CA40 này có thể đánh được một súp kép, tức là với cấu hình này anh em có thể đánh được 4 con Azay với một súp kép. Đấy, 4 con Azay với một súp kép anh em nhé, như là đánh với bộ cấu hình đây cho anh em cùng xem. Đấy, như là đang có thể đánh được một bộ cấu hình như này anh em nhé. Đấy, anh em có thể nhìn thấy đâu hai tay Azay và một con súp kép anh em nhé, hai tay Azay và một con súp kép. Đó, thì với cái cấu hình này thì anh em có thể đánh được một bộ như này. Đấy, một bộ tức là thêm một chiếc súp kép và một cặp Azay nữa. Đấy, thì đây cho anh em xem, bộ này chỉ 31 triệu anh em nhé, 31 triệu. Và như anh em cũng đã biết, bên em có cốt số đúng không ạ, có cốt số, có con DX480 4i8 nam, nhưng mà em vẫn sử dụng cái con 223XL này. Thì tại sao lại phải sử dụng con này? Thì nhiều anh em ấy là cũng muốn sử dụng cốt số đúng không ạ, nhưng mà nhiều anh em lại không biết chỉnh như nào. Thì nếu mà anh em có nhu cầu mua cốt số thì bên em cũng sẽ lắp cốt số cho anh em, nhưng mà nhiều anh em không muốn chỉnh, không muốn khó chỉnh, thì anh em sử dụng con cốt cơ này. Và với con cốt cơ này thì em sẽ thấy là cái giá thành của nó sẽ thấp, và hôm sau em sẽ lên một cái cấu hình có cốt số cho anh em cùng tham khảo anh em nhé. Hôm nay một cấu hình giá rẻ thôi, chỉ 31.500.000 là sử dụng cốt cơ đó anh em nhé. Và cái cấu hình này thì như anh em đã bày sẵn ở đây cho anh em xem rồi đúng không ạ. Một mic ở đây em sử dụng mic BS800 giá 3.600.000 đồng. Đó, một con cốt cơ 23XL cắt súp, cắt full, giá hiện tại đang là 1.4 triệu anh em nhé, 1.4 triệu. Con này tiếng súp rất là hay, rất là mềm, sâu. Con P9 quản lý nguồn, có lọc nguồn anh em nhé. Con này giá hiện tại đang là 1.700.000 đồng anh em nhé. Và con đẩy 4 kênh chuyên full, đó là con 804, giá hiện tại đang là 7.800.000 đồng anh em nhé, 7.8 triệu. Và một con Crit Audio CA40 giá hiện tại đang là 8.8 triệu anh em nhé, 1.500W một kênh. Con này có thể đánh được mỗi kênh một quả súp kép coi 125 anh em nhé. Đó, con này thì 804 thì đánh cho full, mỗi một kênh này có thể đánh cho một full 40 được, hoặc là mỗi kênh này có thể đánh cho một quả, một cặp Azay 30 ngon lành anh em nhé. Đấy, thì chơi bộ cấu hình này rất là đẹp, đồng bộ một lời Exotic anh em nhé. Và để một con mixer để đi với cái cấu hình này, em sử dụng con XA16 Pro. Con này thì bên em có con L10, nhưng hôm sau em sẽ lên một bộ cấu hình đồng bộ cho anh em cùng tham khảo, là đồng bộ lời Exotic và sử dụng cốt số luôn, đồng bộ luôn. Nhưng mà hôm nay với cấu hình này em sử dụng con XA16. Thì con này thì khá nhiều anh em sử dụng anh em nhé, khá nhiều anh em sử dụng, nên em ghép để cho nó phổ thông nhất anh em nhé, ghép cho anh em xem là nó phổ thông đấy, thì rất hợp lý trong cái tầm tiền của mình anh em nhé. Hợp lý trong tầm tiền thì với ok, sẽ lên nhạc cho anh em cùng nghe anh em nhé, lên nhạc cho anh em cùng nghe nào. Hiện tại em đang đánh có một cặp full thôi nhé, vẫn còn dư hai khoảng hơi nhỏ đánh bé thôi. Và bên đây là đánh một súp kép. Rất là dễ chỉnh anh nhé. Và mời anh em cùng nghe cái effect con XA16 6B89. Đây là mic thô anh em nhé, chưa gồm effect, chưa có effect. Và bây giờ sẽ cho effect lên anh em nhé. Tiếng vật rất là đẹp.
nghiệp đúng không? 6789 tiếng delay 6789. Anh em có thể nghe thấy cái tiếng delay này khá là hay đúng không? Rất là dễ 6789 chắc sẽ pha delay và dịch vật 6789 tiếng rất là nảy nghe 1 2 5 6 7. Thì với cái bộ này là cái bộ cấu hình cơ bản anh em nhé. Anh em kể cả anh em không đánh a danh thì anh em có thể đánh full đôi anh em nhé. Full đôi anh em có thể đánh những đôi loa full 40, full 30, không đánh a danh đều được anh em nhé. Đánh xúc kép ngon lành, cấu hình này anh em lắp rất là nhiều các thể loại loa được anh em nhé. Thì ngày hôm nay em sẽ lên cái cấu hình này giá rất bình dân, chỉ 31 triệu riêng dàn máy anh em nhé, anh em cùng tham khảo. Cái tiếng nó rất là hay như này đúng không ạ? Và ok, sẽ ca cho anh em một đoạn để anh em cùng nghe với cái cấu hình này để anh em tham khảo anh em nhé. 1 2 5 6 em cho đẩy delay lên. Sẽ cho một chút delay để anh em nghe nó mềm hơn anh em nhé. Thử ca một đoạn cho anh em nghe. Nhìn từng giọt mưa nghe rơi ngoài hiên, nơi xa em có hay không? Chân trời kia mơ trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay về. Con đường xưa giờ đây ngỡ ngàng, ngập lấy tuyết rơi xa lạnh. Tìm về đâu ngày xưa, loay hoay trong nỗi bơ vơ. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và trong cơn mộng kia, hình ảnh khi bóng đêm về. Dù là cơn mưa bão, là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chưa. Nên người tình cầm tay anh nhé, trọn đời này bao nhiêu bao giờ, tìm được nàng về bên em. Mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũ. Em thì hát không hay nên để một chút delay cho nhiều một chút để anh em nghe. Thì con này nói chung là hát rất là ok. Tuy là lên phòng nhỏ thôi, em đang sử dụng rất là nhỏ nên anh em có thể tham khảo đơn giản như vậy. Nhưng với bộ cấu hình như này em để đánh ngoài trời rất là êm luôn anh em nhé. Thì ok, cho bộ này anh em nào có nhu cầu mua hàng em thể liên hệ trực tiếp cho bên em. Bên em có đầy đủ line array hoa full 40 xúc kép cho anh em tham khảo anh em nhé. Có tin chi tiết mua hàng anh em thể liên hệ với hai số điện thoại bên góc dưới màn hình giúp em. Ok, chào tất cả anh em nhé. Hẹn anh em những clip lần sau. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.